Em xin chào tất cả các bác yêu Lan trên mọi miền Tổ quốc. Trong video ngày hôm nay thì em xin trả lời cũng như là chia sẻ một cái nội dung mà xuyên suốt một năm trời rất nhiều anh em hỏi. Và đặc biệt là câu hỏi này thì liên tục luôn các bác ạ. Theo từng tháng, từng thời kỳ thì các bác, đặc biệt những bác mới chơi thì sẽ luôn có một cái câu hỏi rằng là thời điểm nào, khi nào thì chúng ta trồng lan là tốt nhất. Thì em xin trả lời để cho các bác cùng nắm được những cái nguyên nhân và thời điểm để chúng ta xác định trồng cái cây lan mà nó đạt cái hiệu quả cao trong xuyên suốt một năm trời các bác nhé. Đối với cái cây lan thì đầu tiên chúng ta phải hiểu được cái quy trình phát triển của nó, có nghĩa là quá trình sinh trưởng đấy các bác. Thì từ đấy chúng ta với nắm được về cái đặc tính của cây cũng như là cái mùa nó phát triển thì sẽ trả lời được cái câu hỏi là thời điểm nào mình trồng là phù hợp nhất các bác ạ. Trước hết thì mời các bác quan sát chậu lan này. Đó. Một cái mầm gốc vẫn đang phát triển rất là lực đúng không ạ? Đó. Thì từ cái mầm gốc này thì chúng ta sẽ nhìn thấy thì trước đó nó được trồng từ một cái ki. Đó. Một cái ki nhỏ. Thì đối với một cái cây thì mầm gốc năm 2 bao giờ cũng là ở cái trạng thái nó ổn định và nó phát triển được tốt nhất các bác ạ. Chứ còn cái ki năm đầu thì khi chúng ta mới thực hiện là nhân ki hoặc là chúng ta hạ ki để chúng ta trồng thì nó sẽ quá trình phát triển của nó sẽ chậm hơn các bác. Thường là nó sẽ chậm hơn bởi vì nó thay đổi về cái quá trình phát triển của nó. Ví dụ như chúng ta trồng một cái ki ki nhỏ như thế này. Em ví dụ một cái ki như thế này. Đúng không ạ? Nếu như cái ki mà nó đang đi ngọn ở một cái thời điểm nào đó trong năm. Các bác quan sát những cái này đang còn đi ngọn này. Đó. Thì quá trình phát triển của nó nếu như mà chăm sóc ở ngưỡng cơ bản thì nó chỉ dừng lại tầm khoảng độ 20 cm cho đến 30 cm. Ví dụ như là cái thân này, đây, cái ki năm nhất này. Nếu mà trường hợp mà chăm sóc tốt hơn nữa thì nó có thể đạt 40. Và có những cái cây thì nó lại rất là khỏe và thuận lợi, nhưng mà không phải cây nào cũng thuận lợi như vậy. Như vậy thì chúng ta rút ra một cái điều gì? Đó là một cái ki năm đầu gọi là hàng cây giống thì chúng ta chỉ đạt được ở cái ngưỡng như thế này thôi. Đây là cái thân ki năm nhất đây các bác này. Đó, nó đạt ngưỡng như thế này. Đó. Vậy thì để làm sao mà có được những cái chậu lan mà nó dài và nó mập, nó ổn định được như thế này thì đó chính là cái thế hệ thứ hai các bác ạ. Thế hệ thứ hai gọi là mầm gốc năm 2. Đó. Mầm gốc năm 2 thì nó được sinh ra từ cái ki nhỏ mà mình trồng trước đó. Thì cái ki nhỏ chúng ta thực hiện trồng thì nó sẽ như thế này. Và đến mùa thì nó sẽ cuối năm sẽ là thắt ngọn và rụng lá. Từ đấy cho chúng ta được một cái thế hệ thứ hai gọi là mầm gốc. Cho các bác chú ý quan sát. Đó. Thì đây chính là cái mầm gốc năm 2. Và khi cây đã được trồng ổn định rồi ấy, thì cái mầm gốc năm 2 này nó rất là thuận lợi luôn. Cho nên thường chúng ta có được một cái chậu lan to ấy, thì thường là vào năm 2 các bác ạ. Năm 2 thì thường cây nó đạt được. Đây. Đều là những cái cây năm 2 các bác. Ki năm nhất nó chỉ ngắn cũn cũn vậy thôi. Tí tị chỉ có 3 cm thì đó thôi. Nhưng mà năm 2 của nó thì nó phát triển rất là mạnh luôn. Đây các bác này. Đó. Thì để được những cái chậu lan to như vậy thì thường là nó từ năm 2 các bác nhé. Như vậy là khi chúng ta thực hiện chơi lan thì phải xác định về mặt thời gian. Có nghĩa là nó phải rơi vào khoảng độ từ 2 năm trở lên thì chúng ta mới được những cái chậu lan to. Nếu như chúng ta được trồng từ những cái ki năm nhất này. Đúng không ạ? Đấy là cái mặt sinh trưởng của cây. Đối với cây thì đầu năm, ở giai đoạn đầu năm hay còn gọi là mùa xuân ấy, thì cây nó sẽ bật những cái mầm gốc lên, những cái mầm gốc. Do Tây Nguyên của em thì một số cây thì khí hậu nó được nghỉ sớm hơn cho nên nó sẽ lên mầm gốc sớm hơn. Nhưng đấy chỉ là số ít thôi. Đây là những cái mầm gốc năm 2 các bác này. Và đây cũng thế. Một số cây nó lên sớm thì nó cho chúng ta những cái mầm gốc sớm. Nhưng mà về thông thường thì nó vào mùa xuân là cái mùa mà cây nó sẽ lên mầm gốc theo cái tính chất tự nhiên của nó. Thì từ đầu xuân cho đến cuối năm thì cái mầm gốc đấy nó sẽ phát triển
để được một cái cây như thế này. À, quá trình phát triển là xuyên suốt và đến giai đoạn từ tháng 10 thì đa phần là cây nó sẽ chớm thắt ngọn. Nó chớm thắt ngọn thì những cái ngọn đấy nó sẽ có cái dấu hiệu túm lại như thế này các bác này. Đây, nó túm lại như thế này. Và khi túm lại thì cây nó sẽ phình thân. Đó, nó phình thân lên. Nó phình thân lên. Đó. Thì khi quá trình phình thân, thắt ngọn phình thân và rụng lá thì bắt đầu cây vào cái giai đoạn nghỉ. Thông thường nghỉ sẽ tầm khoảng độ 1 đến 3 tháng. Đấy là cái giai đoạn mà giống như kiểu ngủ đông ấy các bác. Do cái điều kiện là gì ạ? Khí hậu lạnh, cây nó sẽ dừng cái quá trình phát triển và nó đã tích lũy được dưỡng chất xuyên suốt một năm trời. Đó. Xuyên suốt một năm thì nó được cái thân như thế này. Và cái dưỡng chất này nó sẽ làm gì? Nó sẽ sinh ra một cái mầm gốc và nó nuôi cái mầm gốc đấy. Đấy. Cái mầm gốc như thế này. Và mầm gốc này sẽ bắt đầu tiếp tục một cái quy trình phát triển nữa. Thì đấy là cái tính chất, đặc tính và quá trình sinh trưởng của cây. Thì từ cái đặc tính đấy thì chúng ta hiểu là gì? Khi mà cây nó đang đi ngọn, nó đang cần cái sự phát triển thì yêu cầu của nó rất là cao, đó là cái sự ổn định. Ổn định thì nó mới có thể là lấy được cái dưỡng chất một cách đều đặn và phát triển tốt nhất. Cái thứ hai là về cái môi trường khí hậu để nó phát triển, nó phải đủ nắng, đủ những cái yếu tố về độ ẩm thì nó mới lấy được những cái dưỡng chất đầy đủ nhất. À, thì đấy là cái quá trình mà cái thân này phát triển. Vậy nếu như ở một cái thời điểm đó trong năm, ví dụ tháng 4, tháng 5, tháng 6 là cây nó đang đi ngọn, nó phát triển, mà chúng ta thay đổi cái môi trường của nó, ví dụ như là chúng ta vận chuyển, chúng ta mua cây đấy, vận chuyển, hoặc chúng ta thực hiện sang chậu, chúng ta thực hiện trồng, thì ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến những cái ngọn đang phát triển này, đúng không ạ? Các cái ngọn này nó sẽ phần nào bị ảnh hưởng và thường là cây nó sẽ bị suy ở cái thời điểm mà chúng ta thực hiện mua cây, khi mà cây đang phát triển như vậy. Vậy thì trả lại cái câu hỏi mà cũng bác hỏi, thời điểm nào chúng ta nên mua cây để thực hiện trồng, thì với em thì nó là cái thời điểm mà gần cuối năm, có nghĩa là giai đoạn này khi những cái cây giống chúng ta mua nó đã thực hiện gì ạ, hoàn thành về cái quá trình lấy dưỡng chất xuyên suốt một năm. À, cây nó đã thắt ngọn, phình thân và ổn định về hệ thống rễ, đúng không ạ? Đó. Quá trình này thì nó phù hợp, cái thứ nhất là chúng ta vận chuyển nó sẽ dễ hơn, nó không bị ảnh hưởng. Cái thứ hai là do cái quá trình cây nó ngừng quá trình trao đổi chất, nó hạn chế cái quá trình trao đổi chất, cho nên cái việc mà chúng ta thay đổi cái môi trường khí hậu cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến quá trình phát triển của cây nữa. Mà đến thời điểm này thì có thể nói là cây đã gần như là ngừng quá trình phát triển rồi. Chỉ tầm một tháng nữa là những cái lá này nó rụng các bác ạ. Nó sẽ rụng hết và nó cho một cái thân trơ trọi vậy. Cho thân trơ trọi này thì nó sẽ bật lên những cái mầm gốc như thế này. Đó. Và khi chúng ta nuôi một cái cây mà nó lên mầm gốc tại vườn của chúng ta, có nghĩa là tại nơi chúng ta thực hiện trồng đó các bác, thì cái mầm gốc này sẽ cực kỳ thuận lợi luôn. Bởi vì nó giống như một đứa trẻ được chúng ta thực hiện chăm sóc ngay từ ban đầu, ngay từ cái thời điểm mà nó mới nhú lên, thì cái việc mà chúng ta chăm sóc nó sẽ quen về phần khí hậu, về phần chăm sóc, về cái điều kiện tự nhiên ở khu vực, thì cây nó sẽ ổn định nhất. Nếu chúng ta giả sử chúng ta lấy một cái chậu nó đang phát triển như thế này ở một cái thời điểm nào đó, thì khi về vườn, đặc biệt là qua cái quá trình vận chuyển, thường là chúng ta mua lan xa mà, thì cái ngọn nó cũng sẽ bị ảnh hưởng và nó ngừng phát triển. Nếu chúng ta mà mua những cái hàng cây giống thì nó sẽ thuận lợi hơn, bởi mầm gốc sẽ được nuôi dưỡng quen với cái môi trường khí hậu ngay ở khu vực luôn, thì sẽ cực kỳ thuận lợi. Như vậy thì mùa xuân, khi mầm gốc bắt đầu lên, là cái thời điểm mà bắt đầu một quy trình mới. Và ở cái thời điểm mà chúng ta lấy cây là trước Tết, có nghĩa là ở cái giai đoạn cây đã thắt ngọn xuống lá, bắt đầu xuống lá, là cái giai đoạn mà nó phù hợp nhất. Cây đã ngừng quá trình trao đổi chất, nó thuận lợi cho chúng ta trong cái việc vận chuyển, thuận lợi trong cái vấn đề là
khí hậu ở khu vực cho một cái thế hệ lan tiếp theo. Đấy chính là cái vấn đề mà trong cái giai đoạn hàng năm, trong cái giai đoạn mà trước Tết thì anh em thường hay vào giống là vậy. Đấy, thì chúng ta nắm được cái vấn đề là ở giai đoạn trước Tết là giai đoạn mà chúng ta trồng lan ok nhất các bác nhé. Rồi em xin chào tất cả các bác, chúc các bác thật nhiều niềm vui và sức khỏe.